Ứng dụng trò chơi sẽ khiến những con Pokemon xuất hiện trên màn hình smartphone của bạn qua camera khi bạn đi qua một nơi nào đó, như thể nó đang đứng ngay trước mặt bạn vậy. Trò chơi đã nhanh chóng vọt lên đứng đầu các bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí của Apple và đã được tải xuống hơn 100.000 lần trên Play Store của Google. Đây là một trò chơi thú vị vì bạn có thể ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người. Đây là một trò chơi đơn giản và thú vị, nhưng tôi cũng hạn chế chơi nó ở ngoài đường, phải để ý xung quanh nữa. Tuy nhiên, vì quá mải mê lùng bắt những chú Pokemon, nhiều người dùng đã gặp phải những tình huống nguy hiểm như va vào nhau, bị xây xước, thậm chí gặp tai nạn. Cháu chỉ muốn bắt một con Pokemon dưới nước nên đã đi ra ngoài. Lúc đó cháu thật sự hoảng sợ và không biết làm gì cả. Cháu gọi 911 và họ nói rằng đừng đi đâu cả và hãy đợi cảnh sát đến. Theo thông tin do cảnh sát ở O'Fallon, Missouri đưa ra, những kẻ cướp đã sử dụng trò Pokemon Go này để đưa các nạn nhân vào bẫy, dụ các nạn nhân đến một vùng hẻo lánh rồi mới chĩa súng vào họ để thực hiện vụ cướp. Nhờ vào việc lợi dụng các đặc điểm chỉ dẫn về vị trí địa lý, những kẻ cướp có thể dự đoán về địa điểm cũng như mật độ dân cư xung quanh các nạn nhân. Pokemon đã được ca tụng như một trò chơi điện tử từ trong mơ đi vào đời thực, và chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi được ra mắt, nó đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên cửa hàng iTunes của Mỹ. Tuy vậy, với những tình tiết phạm tội ngày một gia tăng, trò chơi này đang đem đến những vấn đề thực sự cho người dùng. Bởi lẽ, họ quá mải mê vào việc tìm kiếm các vật ảo mà hoàn toàn quên đi những gì xảy ra đến xung quanh.